xin chào mọi người. Hôm nay là buổi tối đầu tiên, đêm đầu tiên tại Sapa. Đây này đi du lịch theo đoàn Việt Travel, đoàn gồm 23 người. Bây giờ mọi người đã chuẩn bị, đang đi ăn tối đây. Rồi khí hậu ở trên Sapa này rất là dễ chịu, nhiệt độ khoảng 64 đến 68 độ F. Là nó dưới 20 độ C nha mọi người. Không khí rất là dễ chịu. Mọi người nói lạnh chứ tôi nè rất là thích cái không khí này. Nó cũng không nóng mà nó cũng không lạnh, hơi mát mát xíu thôi. Mọi người cùng theo chân đi ăn tối nha. Ăn tối xong thì mọi người rải rác chia ra, ai thích đi đâu thì đi. Riêng lên nè thì đi dạo phố, rồi đi chợ đêm, đi bộ. Mọi người theo chân lên nè từ từ nha. Trong nhà hàng có những món gì nổi bật và đường phố của Sapa có đẹp không? Có gì thích thú ở chợ đêm không nha mọi người? Rồi chúc mọi người luôn vui vẻ, nhiều may mắn nha. Trời ơi, sao mà đồ ăn nó lâu? Người đẹp này đã biết là người đẹp này có muốn ăn hay không? Không đấy. Cần ăn, ăn đã rồi ăn nhiều rồi. Không cần ăn nữa mà chỉ cần cho Phây ăn thôi. Chưa có đồ ăn thôi, quay đỡ. Có rồi chị ơi. Mời chị nha. Thôi đó không ăn đâu, là đồ khác. Ướt nè. Chào nha. Đơn bữa tối nay nhà mình có món là lộn hoa chuối rừng ạ. Dạ. Rau cải bắp luộc ạ. 777 em ạ. Có 7 bên kia không? Thịt lợn bản nướng riêng mẻ ạ. Món cá suối chiên giòn ạ. Món thịt gà bản hầm hạt dẻ ạ. Có món trứng đúc thịt để ăn cơm ạ. Rau su su xào tỏi ạ. Rau su su xào tỏi và canh nấm Sapa. Một cơm trắng ngon quá. Em cảm ơn ạ. Hết rồi ạ. Dạ vâng. Có một số món nữa là dầu nước mắm tương ớt ớt tươi. Dạ. 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 Nó giống Huế kìa không? Huế Đà Nẵng. Ê! Thôi bây giờ mình đi đâu đây? Ồ, đây nè, bắt xa chân nè. Vậy nãy giờ tôi đi về đây chứ. Chưa.
đêm nè. Rồi mọi người ơi, bây giờ là em bắt đầu đi chợ đêm. Đi chợ đêm á thì mình phải ngồi xe để nó chở ra chợ đêm. Rồi sau đó mình đi chơi xong rồi mình lại phải ngồi trên xe. Mình chở là tùy theo khách sạn mình xa gần nha, khoảng 100.000 để cho người ta chở mình về lại khách sạn, chứ không đi bộ là xa lắm nha. Xa cũng khoảng bao nhiêu mà cũng khoảng gần 2 cây số từ khách sạn đi ra chợ đêm và chợ đêm đi về, mỗi một lần đi là hơn 1 cây số, gần 2 cây á, đi bộ là xa lắm. Rồi bây giờ mọi người đi theo chân cùng em ngắm chợ đêm xem bán những món gì đặc biệt nha, có cái gì lạ không. Ở ngoài này có xem chỉ tay, xem bói, rồi bán nhiều món ăn cũng là lạ lắm đó. Mọi người cùng em ngắm chợ đêm Sapa nha. Con bánh gì không rồi mua cho cái bé kìa. Bé ăn bánh không? Không. Bé không ăn. Vừa ăn no rồi. Bé không ăn. Thằng nào cũng lấy trời. Con gấu hả? Mua đi chơi đi. No. Em vẫn đưa lại cho mình đủ 10 chưa? Ok chưa? Mua đây này. Muốn chúng con gấu này cơ. 10 mấy chúng được. Con đây, mua đi em vừa này. Ôi trời ơi. Ơi. Ơi trời ơi. Quan trọng là mình hỗ trợ mình vui là chính anh ạ. Đúng rồi. Không được. Chính là ăn tiền của họ cũng khó đây. Ra lấy một cái đang quay phim để cho nó nổ đi nhanh lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.